Kính chào tất cả các bạn, kính thưa ban chủ tọa đoàn, kính thưa tất cả các quý vị đồng nghiệp đã tham gia hội thảo hội nghị hô hấp thường niên năm nay. Theo phân công của ban tổ chức hội nghị thì tôi xin trình bày cái bài của tôi hôm nay là điều trị nhiễm khuẩn đa kháng trong viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy. Thì vấn đề này chúng tôi đã được phân công từ nhiều năm nay và tôi đã trình những lần trước chúng ta đã trình bày khá nhiều bài về vấn đề này. Chúng ta trình bày về các guideline điều trị của nước ngoài và của Việt Nam. Chúng ta đã trình bày về vấn đề tối ưu hóa việc sử dụng thuốc cũng như vấn đề chọn thuốc điều trị. Và năm nay chúng tôi lại được một lần nữa được phép trình bày vấn đề này. Thì trong bài báo cáo hôm nay thì chúng tôi chủ yếu sẽ tập trung vào việc là chúng ta sẽ sử dụng những cái kiến thức lý thuyết như thế nào trong điều cụ thể một khoa lâm sàng. Thì chúng ta đã biết là chúng ta đã có những cái guideline của quốc tế như là guideline của Hội lồng ngực Mỹ và Hội bệnh nhiễm khuẩn Mỹ năm 2016 về nhiễm khuẩn bệnh viện và những viêm viêm khuẩn bệnh viện và viêm thở máy. Chúng ta có guideline của Hội hồi sức châu Âu, hội 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 truyền nhiễm châu Âu và châu Mỹ về vấn đề điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy. Chúng ta cũng đã có hướng khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy của Hội hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam và Hội hô hấp Việt Nam cùng biên soạn và được phát hành năm 2017. Tuy nhiên thì bây giờ con vi khuẩn nó đã vượt quá cái guideline của chúng ta. Và nếu chúng ta tiếp tục sử dụng những cái hướng dẫn những năm 16, 17 như vậy thì nhiều trường hợp chúng ta sẽ không thành công nữa. Và do đó nên chúng ta phải thường xuyên cập nhật những kiến thức mới, những cái tình hình mới của chúng ta để giải quyết vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện, viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy tại Việt Nam. Thì đây là cái hướng dẫn của Hội hô hấp châu Âu, Hội hồi sức châu Âu và các hội truyền nhiễm châu Âu về vấn đề lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm cho điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy. Tuy nhiên là với những cái hướng dẫn của châu Âu nhưng lại vậy như vậy chúng ta ứng dụng ở Việt Nam thì hiện nay đã có nhiều bệnh nhân chúng ta không còn tích hợp nữa. Việc chuyện gì đã xảy ra trong những năm gần đây thì chúng tôi thấy là hiện nay chúng ta có những cái tác nhân rất khó điều trị trong nhiễm khuẩn bệnh viện nói chung và trong viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy nói riêng. Đối với đặc biệt là các vi khuẩn gram âm, các vi khuẩn gram âm kháng thuốc sinh ra beta lactama phổ rộng hoặc là các papillomavirus rồi pseudomonas và acinetobacter đa kháng. Và ngoài ra chúng ta còn gặp những vi khuẩn gram dương kháng thuốc như là MRSA. Tuy nhiên, vấn đề vi khuẩn gram dương đối với chúng ta không quá phức tạp. Hiện nay các tụ cầu kháng với penicillin vẫn còn nhạy với linezolid và vancomycin. Do đó vấn đề chúng ta tập trung vào sẽ là các vi khuẩn gram âm kháng thuốc. Trong đó đặc biệt là các chủng vi khuẩn gram âm đường ruột, từ khuẩn mủ xanh và acinetobacter. Về cơ chế đề kháng kháng sinh của vi khuẩn gram âm chúng ta nhắc lại một chút, tức là có bốn cơ chế chính. Thứ nhất là thay đổi cấu trúc đích đặc biệt purine ở trên màng vi khuẩn khiến cho kháng sinh khó ngấm vào tế bào vi khuẩn. Thứ hai là giảm độ thẩm ngấm qua màng của kháng sinh và kháng sinh cũng giảm độ thấm qua màng vi khuẩn và có bơm đẩy khi kháng sinh nó thâm nhập vào trong tế bào vi khuẩn thì có bơm đẩy để đẩy kháng sinh ra ngoài. Và đặc biệt một cơ chế nữa là vi khuẩn sẽ sản xuất các enzyme phân hủy thuốc và cái cơ chế này càng ngày càng phát triển ở các vi khuẩn hiện nay và đặc biệt nó được lan truyền qua plasmid, được lan truyền trực tiếp từ vi khuẩn này sang vi khuẩn khác chứ không phải lan truyền theo các thế hệ và do đó cái lan truyền này nó rất nhanh. Về các enzyme phân hủy kháng sinh thì chúng ta đã biết là có SBL, tức là những cái phân hủy những vi khuẩn sinh ra beta lactama phổ rộng, những cái vi khuẩn sinh ra beta lactama phổ rộng có khả năng bất thoát các beta lactam ngoại trừ các papain. Và thứ hai là gần đây chúng ta thấy xuất hiện nhiều những cái vi khuẩn sinh các papillomavirus rồi và nó bất thoát ít nhất một các papain. Và như vậy thì chúng ta thấy là khi nó bất thoát cả các beta lactam và các papain thì chúng ta rất rất khó tìm kháng sinh để điều trị. Người ta thấy là 50% số chủng vi khuẩn gram âm đường ruột sinh kháng các papain là do cơ chế sinh các papillomavirus rồi đấy là ở đối theo theo thông tin của một cái guideline của Hội truyền nhiễm Hoa Kỳ. Tuy nhiên ở Việt Nam một số nghiên cứu chúng ta thấy là hầu như vi khuẩn phân lập được mà kháng các papain ở Việt Nam đã sinh đều là sinh các papain rồi. Thì các papain đối với các vi khuẩn gram âm đường ruột thì có 3 nhóm chính là class A mà ở Việt Nam chủ yếu chúng ta gặp KPC, class B ở Việt Nam chúng ta chủ yếu gặp là NDM và class D thì Việt Nam chúng ta chủ yếu gặp là Oxa 48 lai. Cả ba cái này chúng ta đều sẽ có trên các vi khuẩn gram âm đường ruột kháng các papain ở Việt Nam và đặc biệt là trên Klebsiella.
Chúng tôi phân tích các căn nguyên vi khuẩn phân lập được từ dịch tiết hô hấp của khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai năm 2020 theo số liệu của bác sĩ Phạm Hồng Nhung, phó trưởng khoa, thì chúng tôi thấy là các vi khuẩn hay gặp nhất là Acinetobacter baumannii, tiếp đó là Klebsiella pneumoniae và trực khuẩn mù xanh. Xem lại những cái vi khuẩn gây viêm phổi liên quan thở máy phân lập được tại khoa hồi sức tích cực bệnh Bạch Mai giai đoạn 17-18 thì 49% là Acinetobacter baumannii, 12% là pneumoniae và 10% là Pseudomonas aeruginosa. Như vậy là cái con số cũng sấp xỉ và con số thống kê năm 20. Con số năm 20 là trên cả những khoản bệnh viện, viêm phổi bệnh viện và viêm thở máy. Và con số này là trên viêm phổi thở máy. Và đối với những bệnh nhân viêm phổi bệnh viện nhập khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Mai năm 2017-18 thì cũng chủ yếu là Acinetobacter baumannii và Klebsiella pneumoniae, tiếp theo đó là trực khuẩn mù xanh. Như vậy là ba con vi khuẩn gây bệnh này chiếm hầu hết các viêm phổi bệnh viện và viêm thở máy tại khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Mai, là khoa của chúng tôi. Về mức độ nhạy cảm với kháng sinh thì chúng tôi thấy là năm 1920 thì Acinetobacter baumannii đã kháng với hầu hết các kháng sinh. Đây là ở cái cột màu xám này là cột của bệnh phẩm đường hô hấp, thì hầu hết thì đều đã tỷ lệ nhạy chỉ còn dưới 10%, chỉ còn một số bệnh vi khuẩn nhạy với doxycycline và minoxycline nhưng tỷ lệ cũng dưới 50%. Tuy nhiên thì chúng tôi thấy là hơn 100% vi khuẩn vẫn còn nhạy với colistin, với MAC 50 là 0,25 và MAC 90 là 0,5. Như vậy là chúng ta vẫn còn colistin để đánh vào Acinetobacter baumannii ở khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Đối với trực khuẩn mù xanh thì chúng tôi thấy là nhạy với colistin gần 100%. Ngoài ra thì trực khuẩn mù xanh đối với những chủng phân lập được trong dịch hô hấp thì vẫn còn nhạy khoảng trên 60% với ceftazidime, với piperacillin tazobactam, với amikacin và ciprofloxacin. Như vậy thì đối với trực khuẩn mù xanh thì cái lựa chọn vẫn còn tương đối là nhiều kháng sinh có thể lựa chọn được, mặc dù là tỷ lệ nhạy không đến 80%. Tuy nhiên trong số kháng sinh này chúng ta sẽ chọn được kháng sinh để điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên là tình hình đối với Klebsiella pneumoniae thì nó không tốt bằng đối với hai con vi khuẩn trên. Cách đây khoảng 10 năm thì Klebsiella pneumoniae nhạy 100% với các PPNM, nhưng tuy nhiên hiện nay thì tỷ lệ nhạy với các PPNM của Klebsiella chỉ còn ở mức là thấp dưới 70%, thậm chí dưới 40%. Và hiện nay thì những cái thuốc mà còn nhạy với Klebsiella pneumoniae là fosfomycin, amikacin và một kháng sinh mới là ceftazidime avibactam. Còn các kháng sinh cũ thì chúng ta thấy đều cao nhất là gentamicin cũng chỉ còn nhạy hơn 50%, còn lại đều nhạy dưới 40%. Về giá trị MAC với một số kháng sinh của Klebsiella pneumoniae phân lập được tại khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi nhận thấy là ipipenem thì MAC 50 là 8 và MAC 90 là 16, tức là nó vượt xa cái ngưỡng nhạy. Đối với meropenem là 32 và 64, chỉ còn colistin thì MAC 50 là 0,38, tức là còn trong mức nhạy nhưng mà MAC 90 đã là 16. Như vậy thì lựa chọn kháng sinh để điều trị Klebsiella pneumoniae là một vấn đề tương đối khó khăn. Về vấn đề sinh carbapenema trên các vi khuẩn gram âm đường ruột ở khoa hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai thì chúng tôi nhận thấy là trong 107 chủng vi khuẩn gram âm đường ruột kháng carbapenem phân lập được năm 2018 thì với các loại carbapenema thì KPC chiếm 34%, oxabutamline chiếm 23%, NDM là 29%. Như vậy là hơn một nửa chúng ta vẫn còn thấy là vi khuẩn có sinh ra các PPNMA thuộc loại KPC hoặc là oxa-48-like và NDM là 29%. Tuy nhiên có một tỷ lệ 14% là kết hợp giữa NDM với KPC hoặc là oxa-48-like, và những cái vi khuẩn mà sinh NDM loại sinh các PPNM thuộc nhóm NDM này thì chúng ta thấy là cái kháng thuốc nó cao hơn hai cái kiểu gen trên hơn là KPC và oxa-48-like. Các nghiên cứu ở bệnh viện Việt Đức thời kỳ 19-20 cũng nhận thấy là KPC là 44% và oxa-48-like là 6%. Tuy nhiên NDM của Việt Đức đã lên đến 38%, và như vậy là chúng ta thấy là còn có cái khó khăn trong việc dùng một số kháng sinh thông thường để điều trị cái Klebsiella ở Việt Đức.
Xét về tỷ lệ nhẹ theo từng nhóm các Panema của 107 chủng ở Bạch Mai, chúng tôi thấy là đối với những cái nhóm các Panema, nhóm MDM thì rất kém nhạy với các kháng sinh như là ceftazidime, amikacin, rồi gentamicin, tuy nhiên vẫn còn nhạy với fosfomicin và tigecycline. Và chúng ta thấy là các chủng có NDM thì đều không nhạy với ceftazidime. Và như vậy nếu chúng ta dùng ceftazidime avibactam là cho chủng này là tương đối khó khăn. Còn các chủng nhóm KPC hoặc là oxa-48-like thì còn nhạy tương đối cao với các kháng sinh thông dụng hiện nay. Về vấn đề điều trị cụ thể thì căn cứ vào tình hình vi sinh của khoa thì chúng tôi sẽ có những vấn đề điều trị cụ thể cho những bệnh nhân viêm phổi bệnh viện và viêm phổi thở máy ở khoa hồi sức tích cực bệnh Bạch Mai, căn cứ vào tình hình nhạy cảm kháng sinh của khoa. Đối với acetobacter bromidine kháng thì chúng tôi thấy là 100% bệnh nhân vẫn còn nhạy với gần 100 bệnh nhân vẫn còn nhạy với colistin. Do đó nên colistin được chỉ định khi chúng ta phát hiện ra bệnh nhân nhiễm acetobacter bromidine kháng. Thì theo khuyến cáo của năm 2019 thì người ta thấy là chúng ta có thể dùng colistin phối hợp với một thuốc khác mà nhạy với colistin, hoặc là nếu như không có thuốc nào nhạy với colistin thì chúng ta có thể dùng colistin kết hợp với một thuốc không nhạy, kể cả không nhạy như là các carbapenem. Thì người ta thấy là khi chúng ta kết hợp các carbapenem mặc dù lúc đó nó không còn nhạy với vi khuẩn, nhưng khi kết hợp với colistin thì có thể là cái MAC của các carbapenem đó sẽ được hạ xuống và các carbapenem sẽ trở nên nhạy với vi khuẩn khi dùng đồng thời với colistin. Và kinh đánh giá thì đối với MAC của colistin thì MAC dưới 2 mg lít thì được, đối với Acinetobacter baumannii thì được coi là vi khuẩn đó nhạy với colistin. Và người ta khuyến cáo là khi chúng ta sử dụng colistin cho bệnh nhân thì phải đạt được cái nồng độ trong huyết tương là 2 mg lít thì mới có thể bảo đảm được bảo đảm cái nồng độ diệt khuẩn. Và do đó trên cơ sở vậy người ta sẽ tính ra là cái liều nạp ban đầu khi chúng ta sử dụng colistin cho bệnh nhân là 9 triệu đơn vị và truyền trong vòng nửa giờ đến 1 giờ. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang dùng liều duy trì trong 24 giờ và liều duy trì được điều chỉnh tùy theo mức lọc cầu thận, và chúng ta sẽ có liều duy trì tính theo đơn triệu đơn vị trong một ngày theo tùy theo mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Thế đây là khuyến cáo của nước ngoài. Ở Việt Nam ở Bạch Mai chúng ta xây dựng được một cái mức chế độ liều căn cứ theo cái kết quả nghiên cứu của Việt Nam cũng như của nước ngoài, thì chúng tôi nhận thấy đây là cái liều nạp chúng ta sẽ tính theo cân nặng bệnh nhân. Trên 70 cân chúng ta sẽ dùng 9 triệu đơn vị và tùy theo cân nặng bệnh nhân chúng ta sẽ có liều nào thích hợp, và sau đó chúng ta sẽ duy trì cái liều theo chức năng thận. Thì đối chiếu liều của bệnh Bạch Mai xây dựng năm 2017 và cái liều mà khuyến cáo xây dựng năm 2019, tôi thấy thứ hai liều đó xấp xỉ nhau và chúng tôi hiện nay vẫn đang dùng liều mà bệnh Bạch Mai xây dựng để điều trị, dùng colistin điều trị cho cấp Acinetobacter baumannii đa kháng gây ra viêm phổi thở máy. Bên cạnh việc dùng colistin truyền tĩnh mạch thì chúng ta có thể xem xét vấn đề dùng colistin để khí dung cho bệnh nhân. Thì mặc dù cái khuyến cáo là ở mức độ yếu và thấp, tuy nhiên thì chúng ta thấy là rất nhiều tác giả sử dụng colistin khí dung để phối hợp với colistin tĩnh mạch cho bệnh nhân. Và một nghiên cứu của chúng tôi ở bệnh Bạch Mai cũng nhận thấy rằng khi dùng colistin khí dung phối hợp với colistin tĩnh mạch thì có cải thiện về mặt lâm sàng cho bệnh nhân viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy mà do Acinetobacter đa kháng và được phải dùng colistin để điều trị. Về vấn đề điều trị viêm phổi bệnh viện và viêm thở máy do trực khuẩn mủ xanh đa kháng thì bởi vì chúng ta thấy trong cái dữ liệu lâm vi sinh của chúng tôi thì còn nhiều loại vi kháng sinh có thể tác dụng cho vi khuẩn. Do đó nên khi chúng ta bắt đầu xem xét điều trị kinh nghiệm để xem xét giữa các thuốc piperacillin tazobactam hoặc là ceftazidime hoặc là amikacin hoặc là ciprofloxacin hoặc là colistin, là chúng tôi xem xét sử dụng những thuốc này và có thể dùng phối hợp với nhau để điều trị kinh nghiệm ban đầu cho bệnh nhân. Và khi chúng ta cấy ra Pseudomonas aeruginosa thì chúng ta sẽ chọn một trong những hoặc là hai trong số những thuốc này phù hợp với nhau. Và sau đó khi chúng ta có kháng sinh đồ thì chúng ta sẽ tập trung vào sử dụng thuốc mà đáp ứng theo kháng sinh đồ. Thì chúng ta thấy với cái phác đồ sử dụng những thuốc này thì khoảng 70-80% số bệnh nhân mà nhiễm trực khuẩn mủ xanh đa kháng có thể đạt được cái điều trị phù hợp ngay từ đầu.
Vấn đề điều trị các vi khuẩn đường trực khuẩn đường ruột sinh SBL thì bây giờ không phải là quá khó khăn, bởi vì những trực khuẩn này sinh SBL thì nó kháng với các cephalosporin thế hệ 3 thông thường. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn có thể sử dụng các nhóm thuốc nhóm các carbapenem để điều trị nhóm bệnh nhân này, thì chúng ta có thể dùng meropenem, imipenem hoặc là octapenem sử dụng và đều có hiệu quả tốt cho những trực khuẩn gram âm đường ruột sinh SBL. Và khi chúng ta đã có kháng sinh đồ và tiến triển lâm sàng tốt lên thì chúng ta có thể xem xét xuống thang điều trị bằng ciprofloxacin hoặc là levofloxacin hoặc là thậm chí dùng trimethoprim và sulfamethoxazole để xuống thang điều trị cho những bệnh nhân này. Và trong trường hợp của chúng ta điều trị thời gian đầu, điều trị tại khoa hồi sức tích cực và bệnh nhân ổn định tốt thì có thể xuống thang bằng thức uống và có thể chuyển bệnh nhân đi các đơn vị khác. Tuy nhiên vấn đề rất phức tạp là vấn đề điều trị các trực khuẩn gram đường ruột, đặc biệt là Klebsiella pneumoniae mà kháng các carbapenem. Thì như phần lúc nãy chúng tôi trình bày thì các Klebsiella pneumoniae kháng các carbapenem thì cũng có một tỷ lệ nhất định khoảng 60% nhạy với fosfomycin hoặc là amikacin, và đối với colistin thì nhạy với colistin khoảng 70-80%. Như vậy thì nếu như không phải là một cái Klebsiella pneumoniae kháng toàn kháng thì chúng ta có thể sử dụng fosfomycin, amikacin cho điều trị cho những bệnh nhân này, hoặc là chúng ta cũng có thể chọn colistin để điều trị cho những bệnh nhân này. Và nếu như đây là vậy thì khi chúng ta nghi ngờ bệnh nhân nhiễm Klebsiella hoặc là khi kết quả cây máu về báo kết quả là Klebsiella thì chúng ta có thể lựa chọn là fosfomycin và amikacin để điều trị luôn. Và chúng ta sẽ chờ kháng sinh đồ. Nếu như kháng sinh đồ nhạy với fosfomycin, amikacin thì không có vấn đề gì đặc biệt, chúng ta tiếp tục điều trị. Nhưng nếu kháng sinh đồ mà những bệnh bệnh nhân này mà nhiễm cái chủng Klebsiella pneumoniae mà kháng toàn kháng với tất cả những thuốc thông thường của chúng ta đã có kháng fosfomycin, kháng amikacin, kháng colistin thì vấn đề trở nên rất phức tạp, và khi đó thì chúng ta cần phải đi tìm đến các loại kháng sinh mới mà cũng đã có loại kháng sinh đã được đưa vào thị trường Việt Nam. Thì trước đây khi chúng ta chưa có kháng sinh mới thì chúng ta có một biện pháp là phối hợp hai các carbapenem trong điều trị Klebsiella kháng các carbapenem. Thì bởi vì trên cơ sở là octapenem là cái các carbapenem có tính rất mạnh với các carbapenema rồi, và do đó khi chúng ta cho octapenem vào thì các octapenem sẽ kết hợp với các carbapenema rồi để nó gắn các carbapenema gắn lại, và như vậy thì cái lượng cái nồng độ men các carbapenema trong vi khuẩn sẽ giảm đi. Khi đó chúng ta đưa imipenem hoặc là meropenem vào thì khi đó chúng ta hy vọng là imipenem và meropenem sẽ có hiệu quả, bởi vì cái các carbapenema trong vi khuẩn đã giảm đi rồi, và như vậy thì các carbapenem thứ hai này sẽ có phát huy hiệu quả diệt khuẩn. Như vậy thì chúng ta sẽ làm thế nào? Chúng ta bắt đầu bằng cách truyền octapenem. Sau khi truyền octapenem, chúng ta sẽ truyền imipenem hoặc là meropenem, và chúng ta hy vọng là cái liệu trình đó sẽ có hiệu quả. Một cái nghiên cứu in vitro phối hợp hai các carbapenem đã được thực hiện tại bệnh viện tại khoa vi sinh bệnh viện Bạch Mai. Đây là một luận án thạc sĩ y học của trường Y Hà Nội. Thì tác giả nhận thấy là về khi dùng octapenem với imipenem thì có 8 bệnh nhân có tác dụng hiệp đồng. Và như vậy trên tổng số 50 chủng thì có 8 chủng có tác dụng hiệp đồng. Tác dụng hiệp đồng là gì? Tức là octapenem nó sẽ hạ được cái MIC của imipenem xuống 1 hoặc là 2 bậc. Và như vậy thì nếu như MIC imipenem không quá cao thì khi hạ xuống 1 2 bậc thì có thể sẽ đạt được đến cái mức mà chúng ta có thể sử dụng thuốc có hiệu quả. Ví dụ như nếu imipenem mà MIC đang là 16 mà chúng ta hạ được xuống 8 hoặc xuống 4 thì khi đó chúng ta có thể có một chế độ liều đạt được cái nồng độ có hiệu quả trong huyết thanh bệnh nhân và đạt được cái nồng độ cao hơn MIC để diệt khuẩn. Nhưng mà cái số này không nhiều, chỉ có 8, tức là khoảng 16% trong số 50 chủng, và đây là nghiên cứu về in vitro. Còn in vivo một chúng ta đã thử một số bệnh nhân nhưng chúng tôi chưa tổng kết được về số của nó quá ít, và chúng tôi chưa nhận thấy sự khác biệt khi sử dụng cái phác đồ phối hợp hai các carbapenem cho điều trị Klebsiella pneumoniae kháng các carbapenem. Như vậy thì chúng ta còn một lựa chọn khác là khi mà Klebsiella pneumoniae đã kháng toàn bộ các kháng sinh thường dùng thì chúng ta có thể lựa chọn các kháng sinh mới để sử dụng cho bệnh nhân. Thì theo khuyến cáo của Hội Bệnh nhiễm trùng Mỹ năm 2020 về vấn đề điều trị các vi khuẩn gram âm kháng thuốc thì người ta đề nghị là gì? Với những cái nhiễm khuẩn ngoài tiết niệu nói chung thì nếu như chúng ta không xét nghiệm được các carbapenema rồi, hoặc là xét nghiệm các carbapenema âm tính mà vi khuẩn kháng với tất cả các kháng sinh thường dùng chúng ta vẫn dùng, thì chúng ta có thể lựa chọn cetazidin avibactam
hoặc là imipenem silaxatin và phối hợp với và relebactam. Đây là hai loại thuốc mới bao gồm một cái thuốc là nhóm beta-lactam hoặc là nhóm carbapenem và một thuốc là ức chế men. Nếu như xét nghiệm thấy KPC dương tính hoặc là carbapenema là dương tính nhưng không định loại được là loại A, B hay là C thì khuyến cáo cũng sẽ là cetazidin và avibactam hoặc là imipenem silaxatin và relebactam. Nếu mà xét nghiệm ra NDM thì vấn đề tương đối rắc rối. Ở đây người ta khuyến cáo là thép cetazidin avibactam kết hợp với aztreonam. Tuy nhiên các bạn lưu ý là lúc đấy chúng ta đã xem một cái kết quả kháng sinh đồ, thế là các vi khuẩn mà loại NDM thì đều mức độ nhạy với cetazidin bằng không, do đó nên chúng ta sử dụng cetazidin avibactam kể cả phối hợp với aztreonam thì cái hiệu quả điều trị cũng rất kém, và khi đó chúng ta có thể dùng một loại thuốc khác là cifediracin. Thì cifediracin hiện nay thị trường Việt Nam chưa có, là chúng tôi chưa rõ là hiệu quả trên các nhóm Klebsiella mà thuộc nhóm NEM nó sẽ như thế nào. Nếu như kinh các carbapenema chúng ta xác định được là nhóm OXA48 like thì cái chỉ định sử dụng sẽ là cetazidin avibactam. Như vậy thì chúng ta thấy là cái cetazidin avibactam được chỉ định khá rộng rãi trong những trường hợp nhiễm Klebsiella pneumoniae mà kháng toàn bộ các kháng sinh thường dùng. Tuy nhiên, riêng đối với NDM thì các bạn lưu ý là cái phác đồ này có thể là ít hiệu quả hoặc là không hiệu quả, bởi vì cái NDM này nó kháng với cetazidin avibactam với một tỷ lệ khá lớn. Tuy nhiên, đối với các nhóm KPC, OXA48 like thì chúng tôi thấy là cái trên lý thuyết, với thực tế thì cetazidin avibactam và đối với hai thuốc hai nhóm này thì hiệu quả khá tốt, và ở khoa chúng tôi đã có một số trường hợp chúng tôi dùng cetazidin avibactam phối hợp và điều trị hiệu quả cho Klebsiella pneumoniae và kháng thuốc kháng tất cả các thuốc mà thông thường tôi đã có trong hiện nay. Đối với điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy do trực khuẩn mù xanh mà khó điều trị, ở đây chúng ta có thuật ngữ là DTA subdominant aeruginosa, tức là trực khuẩn mù xanh khó điều trị. Chúng ta hiểu đây là cái trực khuẩn mù xanh mà kháng tất cả những thuốc hiện nay chúng ta đang có, và trong trường hợp này chúng ta phải lựa chọn các kháng sinh mới để điều trị. Thì những kháng sinh được khuyến cáo sử dụng cho trực khuẩn mù xanh kháng kháng mở rộng gần như toàn kháng này thì đầu tay là ceftolozane tazobactam. Thì thuốc này đã được FDA Mỹ phê duyệt nhưng mà không hiểu rõ lý do vì sao mà cuối năm ngoái thì thuốc này được MSD rút ra khỏi thị trường. Nhưng theo tôi chúng tôi biết là đây là do vấn đề bào chế chứ không phải do vấn đề về về hoạt chất, và theo tôi biết là cũng khoảng trong trong đầu năm tới thì ceftolozane tazobactam sẽ được đưa trở lại thị trường và chúng ta sẽ có một vũ khí tốt để điều trị những cái trực khuẩn mù xanh mà rất khó điều trị, tức là nó kháng tất cả các thuốc hiện nay chúng ta đang có. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể dùng cetazidin avibactam là thuốc hiện nay cũng đang có ở Việt Nam để điều trị trực khuẩn mù xanh mà kháng các thuốc thông đa kháng, hoặc là dùng imipenem silaxatin relebactam điều trị nhóm nhóm vi khuẩn này. Và chúng tôi thấy là hiện nay thì cái cetazidin avibactam này có hiệu quả tương đối tốt cho các vi khuẩn gram đa kháng, và chúng ta chờ ceftolozane tazobactam và imipenem silaxatin và relebactam vào thị trường Việt Nam để chúng ta sẽ có thêm lựa chọn để chúng ta sử dụng cho những bệnh nhân mà nhiễm những vi khuẩn rất khó điều trị và hoàn toàn kháng với tất cả những thuốc kháng hiện nay mà thị trường chúng ta đang có. Thì đây là cái hướng dẫn lựa chọn kháng sinh mới đã được công bố trên Critical Care năm 2020. Thì chúng ta thấy là ở phía trên này là người ta đánh giá mức độ nguy cơ nhiễm vi khuẩn đa kháng hoặc là nguy cơ nhiễm trực khuẩn mù xanh hoặc là nguy cơ nhiễm các vi khuẩn gram đường ruột mà hoặc là các sinh KPC loại sinh carbapenema loại KPC, và khi mà chúng ta không biết là cái loại vi khuẩn là gì thì với những cái khuyến cáo thì khi mà chúng ta đã có được chính xác tên loại vi khuẩn và có kết quả được loại cái nhóm carbapenema là gì thì chúng ta sẽ có lựa chọn. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là nếu mà trực khuẩn mù xanh thì chúng ta sẽ lựa chọn là ceftolozane tazobactam. Nếu là loại KPC hoặc là OXA48 like thì chúng ta sẽ lựa chọn là cetazidin avibactam. Nếu chúng ta cấy được ra các vi khuẩn gram mâm đường ruột mà carbapenema loại metallo beta lactama, tức là ở Việt Nam là NDM đấy,
thì chúng ta sẽ xem xét ceftazidime avibactam kết hợp với những thuốc khác như là acetonam và kết hợp với colistin hoặc là sivirocol. Nếu chúng ta gặp acinetobacter thì hiện nay phác đồ vẫn đề nghị là colistin. Tuy nhiên thì cũng đã có ý kiến, đã có những khuyến cáo sử dụng sivirocol cho cái nhóm bệnh nhân này. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng tôi thấy là colistin vẫn nhạy 100% nên chúng ta chưa cần phải dùng những thuốc khác. Và sau đó thì khi mà xác định được chính xác cái căn nguyên vi khuẩn và đặc biệt là kháng sinh đồ thì chúng ta có thể đánh giá để xem xét để xuống thang kháng sinh. Thì như vậy chúng ta thấy là trước hết là chúng ta cần phải có biết được cái tác nhân gây bệnh là gì. Bởi vì hiện nay viêm phổi bệnh viện và viêm phổi liên quan thở máy đang là vấn đề rất lớn, và tác nhân gây bệnh hiện nay chủ yếu là cái vi khuẩn gram kháng kháng sinh. Và việc biết được tác nhân gây bệnh là gì rất quan trọng để chúng ta theo dõi chặt chẽ xuống kháng thuốc của vi khuẩn tại cơ sở điều trị, và từ đó chúng ta sẽ có hướng lựa chọn kháng sinh sử dụng hợp lý. Khi chúng ta biết được cơ sở điều trị của chúng ta, các bệnh nhân bị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy thường do các tác nhân gì và các tác nhân đó tình hình kháng thuốc thế nào, thì chúng ta sẽ có cái cơ sở để cho ta lựa chọn kháng sinh ban đầu, và đồng thời chúng ta sẽ có cơ sở để chúng ta dự trù kháng sinh thích hợp để khi chúng ta cấy được vi khuẩn và làm được kháng sinh đồ thì chúng ta có thể có đủ kháng sinh sử dụng. Bởi vì hiện nay cái tình hình kháng thuốc rất lan tràn, phát triển rất mạnh và vi khuẩn ngày càng kháng thuốc, do đó các kháng sinh mới có thể giúp điều trị những vi khuẩn kháng mở rộng toàn kháng với những kháng sinh hiện nay đang sử dụng. Tuy nhiên các bạn đồng nghiệp chúng ta hết sức chú ý là khi chúng ta sử dụng kháng sinh mới này cũng hết sức cẩn thận, cần phải đánh giá thật hết sức thận trọng, để nếu chúng ta sử dụng kháng sinh mới một cách lan tràn như chúng ta sử dụng kháng sinh hiện nay thì các vi khuẩn sẽ nhanh chóng kháng thuốc, và do đó chúng ta chỉ dùng kháng sinh mới khi mà chắc chắn không có những kháng sinh nào mà hiện nay được sử dụng nhạy với vi khuẩn. Thì với việc chúng ta lựa chọn kháng sinh phù hợp và sử dụng kháng sinh đúng theo quy định thì chúng ta có thể điều trị được các viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy do các vi khuẩn gram âm đa kháng thuốc, và chúng ta vẫn bảo vệ được cái nguồn kháng sinh của chúng ta để giữ cho tình hình kháng thuốc nó không phát triển rộng rãi, và chúng ta có thể tiếp tục để sử dụng kháng sinh được lâu dài. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã theo dõi báo cáo của chúng tôi. Xin cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn chủ tọa đoàn.